Những cái lỗi cần tránh khi edit video cho người mới. Thứ nhất đó là sai tỷ lệ khung hình, sai từ khi bắt đầu ha. Do các bạn quay video tỷ lệ khung hình ngang hoặc là 3:4. Và nếu sai thì mình sửa thôi. Để khắc phục tình trạng này thì các bạn sẽ vào cái tỷ lệ khung hình, chọn khung hình của TikTok ha. Rồi bắt đầu chỉnh sửa tiếp theo. Thứ hai là nhạc nền quá to. Khi mà nhạc nền quá to sẽ làm ép đi cái giọng nói của bạn. Lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh âm lượng vừa thôi. Và mức âm lượng mà mình thường dùng nhất đó là trên hoặc là dưới 10 thôi ha. Và cũng tùy theo từng loại nhạc mà các bạn sẽ chọn cái âm lượng cho nó phù hợp. Và thứ ba là cái nhạc của bạn đưa vào nó sẽ bị dài hơn là cái video mà bạn chia sẻ. Vậy thì sau khi mà các bạn làm video xong rồi thì các bạn sẽ kéo lại về phía sau để các bạn xem là cái đoạn nhạc là cái đoạn video đó nó có bằng nhau không. Nếu đoạn nhạc đó dài hơn thì mình sẽ chọn vào tắt và các bạn sẽ xóa bỏ phía sau đi. Còn nếu như đoạn nhạc đó nó bị ngắn hơn cái đoạn video thì không thể nào mà các bạn sẽ xóa bỏ cái video đó được ha. Vậy thì nó sẽ bị mất đi cái kịch bản của mình. Và các bạn sẽ chọn vào cái đoạn video nhạc đó, chọn vào nhân đôi. Thì khi mà nhân đôi thì nó sẽ dài hơn và mình cứ tiếp tục cắt đi ha. Và thứ tư là khi các bạn xuất cái video đó ra thì video phía sau nó có cái chữ hay là nó có dính cái logo của CapCut ha. Và để tắt cái chữ này ha, một lần duy nhất thì các bạn sẽ vào ngay cái phần cài đặt ha. Các bạn sẽ chọn tắt phần kết mặc định đi. Thì sau này các bạn làm video các bạn sẽ không cần phải tắt cái phần này nữa. Và thứ năm là ở những cái đoạn chuyển cảnh tiếp của bạn sẽ bị lặp lại. Để khắc phục tình trạng này thì các bạn chỉ cần trích xuất âm thanh của hai đoạn này ra là ok. Vậy là xong. Và các bạn còn muốn biết thêm điều gì nữa hãy comment bên dưới nha. Mình là cô Trinh Edit, tận tâm từng chi tiết. Hãy để lại vướng mắc của bạn cho Trinh biết ha.